Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả lời thẳng thắn về khả năng vấp phải phản ứng tiêu cực từ cổ động viên Việt Nam nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan. Tờ Go phiên bản tiếng Thái vừa đăng bài viết có tiêu đề "Chỉ cần một lời đề nghị chính thức". Ông Park Hang-seo không sợ bị cổ động viên Việt Nam công kích nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan. Bài viết đề cập tới quan điểm của nhà cầm quân người Hàn Quốc trong trường hợp ông trở thành thuyền trưởng của Voi Chiến và có thể nhận phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. "Tôi chưa bao giờ lo sợ về phản ứng tiêu cực từ cổ động viên Việt Nam. Nếu nhận được một lời đề nghị thực sự tốt, tại sao bạn phải lo lắng về phản ứng của người hâm mộ? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Triết lý của tôi là chiến thắng. Bất kể là khi dẫn dắt đội nào đi chăng nữa, tôi vẫn kiên định với triết lý của mình. Tôi sẽ nghĩ về tiềm năng của mỗi cầu thủ để giành được những kết quả tốt nhất", tờ Go trích phát biểu của cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo cũng trả lời câu hỏi liệu ông muốn bổ sung điều gì cho tuyển Thái Lan nếu thật sự dẫn dắt Voi Chiến. "Tôi sẽ nói chuyện này sau khi nhận được lời đề nghị chính thức. Điều quan trọng là tôi luôn cố gắng làm hết sức mình dù có dẫn dắt đội bóng nào đi chăng nữa". Ông Park khẳng định không lo lắng về phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ Việt Nam nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FED, chưa đưa bất kỳ thông báo hay bình luận gì liên quan tới ông Park Hang-seo. Tuyển Thái Lan được ông Mano Polking dẫn dắt đang thi đấu tại vòng loại World Cup 2026, sau đó sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup. Hồi tháng 4 vừa qua, ông Mano Polking đã cùng FED gia hạn hợp đồng, có thời hạn đến hết tháng 3 năm 2024. Đây cũng là thời điểm chủ tịch hiện tại của FED, ông Somio Kumpanmiwang sẽ hết nhiệm kỳ. Dự kiến sau thời hạn tháng 3 năm 2024, chủ tịch nhiệm kỳ mới sẽ quyết định liệu có để ông Polking tiếp tục dẫn dắt tuyển Thái Lan hay không. Với ông Park Hang-seo, ông từng dẫn tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở King Cup 2019. Sau đó, hai đội hòa cùng tỷ số 0-0 sau hai lượt trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tại AFF Cup 2020, ông Park từng dẫn tuyển Việt Nam lần lượt thua Thái Lan 0-2 và hòa 0-0 ở hai lượt trận bán kết. Đến AFF Cup 2022, thầy Park cùng các học trò chỉ hòa 2-2 và thua 0-1 ở hai lượt trận chung kết. Với cấp độ U23, ông Park từng ghi dấu ấn khi thắng Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020, thắng 1-0 ở chung kết SEA Games 2021.